Dạ ông và Duy Khang xin thân ái kính chào quý vị khán giả của đài truyền hình Việt TV và Radio. Quý vị đang đến với phần tin Top News dành cho ngày Chủ nhật 28 tháng 10 2018. Mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết đầu tiên cùng với Gia Ân sau đây. Kính thưa quý vị, để mở đầu cho phần tin Top News ngày hôm nay là một bản tin cho hay. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan gặp gỡ nhà lãnh đạo Nga bên lề hội nghị thượng đỉnh về Syria. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã vừa ngồi vào bàn đàm phán song phương cùng người đồng nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan vào thứ Bảy ngày 27 tháng 10 bên lề cuộc hội nghị thượng đỉnh bốn bên về cuộc nội chiến ở Syria tại thành phố Istanbul. Kế hoạch vạch ra trước đó cho biết giới lãnh đạo các quốc gia như Đức, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga sẽ gặp gỡ nhau trong ngày thứ Bảy để thảo luận về tình trạng chiến cuộc hiện nay ở tỉnh Idlib, cũng như tìm kiếm những giải pháp giúp mang lại hòa bình cho Syria, nơi bị chiến cuộc tàn phá từ năm 2011, nối theo sau phong trào nổi dậy mùa xuân Ả Rập của Trung Đông. Cách đây khoảng một tháng, chính quyền Ankara và Moscow đã đồng ý thành lập các khu phi quân sự ở mạng Tây Bắc tỉnh Idlib, nơi được xem là thành trì cuối cùng của phe nổi dậy với chủ trương lật đổ Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Thưa quý vị, trong khi đó thì các chiến binh Palestine đã đồng ý tuân thủ theo thỏa thuận ngừng bắn sau màn đấu súng với Israel. Các chiến binh người Palestine thuộc phong trào Hồi giáo Islamic Jihad vào ngày thứ Bảy 27 tháng 10 đã cho biết họ sẽ ngừng tất cả các cuộc tấn công nhắm mục tiêu vào Israel từ dải Gaza, trong bối cảnh hai bên thường xuyên phóng hỏa tiễn vào đối phương kể từ tháng 8. Lực lượng vũ trang Palestine Islamic Jihad là một trong những nhóm phiến quân hoạt động trên dải Gaza nói rằng họ đã cho khai hỏa nhiều quả rocket vào lãnh thổ Israel nhằm để đáp trả lại việc quân đội Tel Aviv sát hại 4 người biểu tình Palestine vào hôm thứ Sáu vừa qua. Phía Israel sau đó cũng đưa ra hành động trả đũa bằng cách không kích xuống hàng chục cứ điểm của phe Islamic Jihad. Thỏa thuận ngừng bắn do Ai Cập làm trung gian đã ngay lập tức ban hành sau khi chính phủ Cairo tới đàm phán riêng với lãnh đạo Israel và Palestine. Kính thưa quý vị, Oman tiếp nhận sự hiện diện của Israel trong khu vực. Giới lãnh đạo Oman vào thứ Bảy ngày 27 tháng 10 cho biết đã đến lúc họ phải công nhận Israel là một quốc gia ở Trung Đông. Một ngày sau khi Thủ tướng Israel là Benjamin Netanyahu bất ngờ công du sang khu vực. Phía Hoa Kỳ tuyên bố chuyến viếng thăm này có thể mang lại hòa bình giữa hai phe Israel và Palestine trong bối cảnh cuộc đàm phán hòa bình do Washington làm trung gian đã bị sụp đổ vào năm 2014. Chính quyền Oman loan báo bên lề hội nghị thượng đỉnh an ninh ở Bahrain. Họ đưa ra nhiều ý kiến để giúp Israel và Palestine tìm kiếm tiếng nói chung. Tuy nhiên, tuyệt đối sẽ không đảm nhiệm vai trò hòa giải. Trước khi ông Netanyahu sang Oman, quốc gia giàu dầu hỏa này cũng đã đón tiếp Tổng thống Palestine là Mahmoud Assad. Bộ trưởng Ngoại giao Brahim Karimin đã lên tiếng ủng hộ cho Oman vì những nỗ lực của quốc vương Sultan Waqt trong tiến trình hòa bình. Người dân Ý Quốc đã xuống đường biểu tình phản đối cuộc sống đang đi xuống ở thủ đô Rome. Thưa quý vị, hàng ngàn người dân bản xứ đã cùng nhau xuống đường biểu tình về trước khuôn viên tòa thị chính ở thủ đô Rome của Ý Quốc vào ngày thứ Bảy 27 tháng 10 để lên án tình trạng rác thải nằm chất đống trên đường phố, vốn đã góp phần làm giảm đi phẩm chất của cuộc sống cho các cư dân. Những người phê bình đã cho rằng thành phố Rome trong vài năm qua đang ngày một đi xuống. Tất cả là do nữ thị trưởng Virginia Raki không giữ lời hứa làm sạch đường phố khi lên nắm quyền từ năm 2016 đến nay. Bà Raki hiện là thành viên của đảng Five Star Movement, vốn đang phải đối mặt với hàng chục vụ bê bối tham nhũng. Cuộc biểu tình vào hôm thứ Bảy đã được tổ chức bởi các nhóm đại diện cho cộng đồng dân cư với sự tham dự của khoảng từ 5 cho đến 8 ngàn người. Bản thân bà Raki cũng đang bị xét xử về tội lạm dụng quyền hành trong chính phủ. Bà đã tuyên bố sẽ từ chức nếu như tội danh thành lập. Phán quyết cuối cùng sẽ được tòa án đưa ra vào ngày 10 tháng 11 tới đây. Kính thưa quý vị, một phụ nữ bị bắt sau khi tấn công trường mẫu giáo ở Trung Hoa. Ít nhất 14 trẻ em đã bị thương nghiêm trọng sau khi một phụ nữ cầm dao nhọn tấn công một trường mẫu giáo ở mạng Tây Nam Trung Hoa vào thứ Sáu ngày 26 tháng 10. Vụ việc được cho là đã xảy ra khi các em đang đi bộ về lớp học sau giờ tập thể thao ở công viên. Một đoạn video do nhân chứng dùng điện thoại quay lại đã cho thấy cảnh tượng thủ phạm bị cảnh sát bắt giam trong tiếng rủa xả của phụ huynh và những cư dân sống gần đó. Gương mặt của đương sự đã bị xóa mờ và đến nay giới chức trách vẫn chưa công bố danh tính của bà ta. Có
có ít nhất một người trong số các nạn nhân hiện đang lâm vào tình trạng nguy kịch. Vào tháng 4, có đến 9 học sinh đã bị sát hại trong vụ tấn công ở trường học tỉnh Shanxi. Thủ phạm của vụ này đã bị tuyên án tử. Hàng trăm ngàn người đã biểu tình kêu gọi quyền bình đẳng kết hôn tại Đài Loan. Thưa quý vị, bản tin Á Châu tiếp theo cho biết hàng trăm ngàn người dân bản xứ đã cùng nhau xuống đường tuần hành tại thủ đô Đài Bắc vào ngày thứ Bảy 27 tháng 10 để kêu gọi chính phủ tôn trọng quyền bình đẳng kết hôn trong bối cảnh đảo quốc này đang phải đối mặt với cuộc tranh cãi hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính. Vào tháng 5, Tòa án Hiến pháp Đài Loan đã tuyên bố các cặp tình nhân đồng tính hoàn toàn có quyền đăng ký kết hôn giống như những cặp vợ chồng bình thường. Tuy nhiên, đến nay, phán quyết cuối cùng vẫn chưa được đưa ra. Vào ngày 24 tháng 11, hòn đảo tự trị Đài Loan sẽ bắt đầu tổ chức hàng loạt cuộc bỏ phiếu liên quan đến vấn đề hôn nhân đồng tính. Năm nay, cuộc tuần hành Gay Pride ở Đài Bắc đã bước sang năm thứ 16 với sự tham dự của hơn 137.000 người. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin Thế giới và Á Châu. Sau một vài thông tin thương mại, kính mời quý vị cùng trở lại với các bản tin liên quan đến Hoa Kỳ và đời sống.